Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Vật Vờ Studio. Và ngày hôm nay thì mình sẽ rất vui mừng khi được mở hộp một chiếc điện thoại đang rất hot, vừa mới ra mắt tại Trung Quốc, chính là em Nokia X6 với một mức giá rẻ không ngờ tầm 5 triệu. Chúng ta hãy cùng thử xem sản phẩm này có gì hấp dẫn mà nghe đồn thổi rằng trong đợt hàng đầu tiên đã hết sạch bay và chúng ta sẽ phải đợi đợt hàng tiếp theo. Và cảm ơn Mobile City đã cho Vật Vờ Studio mượn sản phẩm này. Đây chính là chiếc hộp của chúng ta, Nokia X6. Mình đã bóc ra rồi, đây là thân máy, mọi người có thể nhìn thấy, mình tạm để qua một bên nhé. Sẽ xem là ở dưới phụ kiện chúng ta có gì nào. Khoe dọc sim chúng ta sẽ có thêm một ốp silicone dẻo. Mấy cái này là mấy tờ sớ mình sẽ không quan tâm cho lắm. Ở dưới đây sẽ xem có gì nhỉ. Củ sạc, cáp sạc, tai si và rất tiếc là không có tai nghe. Vậy là tất cả phụ kiện của chiếc Nokia X6 là đây. Như các bạn cũng biết thì mình đã có một bài review và rất nhiều bài review, thậm chí cả đánh giá chi tiết về em Nokia 6 2018, một sản phẩm cũng mức giá chỉ 5 triệu của Nokia thôi. Mà không hiểu tại sao Nokia lại ra mắt X6 với mức giá cũng xem và mình thấy là lướt qua thì có những cái nâng cấp đáng kể đấy. Cụ thể thì mình sẽ điểm qua một số cái thay đổi về thiết kế. Nokia X6 sẽ có một cái màn hình kích thước lớn là 5,8 inch và độ phân giải sẽ là Full HD Plus này. Chúng ta sẽ có tỷ lệ màn hình thời thượng tỷ lệ 19:9, có tai thỏ và tất nhiên là tai thỏ sẽ nhỏ hơn so với iPhone X. Tỷ lệ hiển thị ở hai bên này thanh trạng thái các kiểu sẽ rộng lớn hơn. Và với tấm màn này thì chúng ta có tấm nền IPS LCD, mình thấy là cho một cái góc nhìn tốt, màu sắc chân thực và không quá là rực rỡ. Bên cạnh đấy thì tất nhiên là về thiết kế lại chạy theo xu hướng, chúng ta sẽ có một cái mặt lưng kính rất bóng bẩy. Mặt lưng kính này thì mình thấy một nhược điểm là rất bám mồ hôi và vân tay. Trước khi quay video này thì mình đã phải lau đi rất là nhiều lần rồi. Khung viền thì sẽ là khung viền kim loại này. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có loa ngoài và một cái cổng sạc là Type-C tiện lợi. Và hiện tại thì em Nokia X6 này đang được chạy sẵn là phiên bản Android 8.1 này. Bên cạnh đó thì với cái phần mềm này, chúng ta vẫn có thể thao tác loại bỏ những cái phím điều hướng và thay bằng thao tác cử chỉ. Cụ thể thì chúng ta có thể thao tác vuốt từ trái lên là phím Back, vuốt ở giữa là Home và bên phải sẽ là đa nhiệm. Và về cấu hình thì em này rất đáng được nâng cấp khi trong cùng tầm giá sẽ có sở hữu con chip Snapdragon 636 này, có hai phiên bản 4GB và 6GB tương ứng với bộ nhớ trong là 32GB và 64GB, có hỗ trợ mở rộng thẻ nhớ ngoài. Em này có điểm số AnTuTu đạt là hơn 116.000 điểm này. Các bạn có thể nhìn thấy là điểm CPU và GPU khá cao. Mình có chấm điểm qua thì nó có nhỉnh hơn một chút so với điểm số AnTuTu ở trên sản phẩm là Xiaomi Redmi Note 5. Thực sự thì với con chip này, các tác vụ về chơi game cũng như là tác vụ lướt web hàng ngày các kiểu thì các bạn thì có thể hoàn toàn yên tâm và nó sẽ là một sản phẩm đối thủ cạnh tranh đáng gườm so với Asus cũng như là Xiaomi với hai sản phẩm đang hot hiện nay. Còn về camera thì Nokia X6 được trang bị một camera kép phù hợp với xu hướng và có khả năng xóa phông. Cụ thể thì nó có một camera độ phân giải là 16 MP, khẩu độ là f2.0 này, và một camera phụ là 5 MP, khẩu độ là f2.2 và có hỗ trợ đèn flash LED. Cái này thì mình đã có test qua, test nhanh chụp ảnh xóa phông thì khá là mượt mà màu sắc lên ảnh nhìn tươi sáng, không quá rực rỡ. Ngoài ra thì về camera selfie, mọi người sẽ được nâng cấp hơn so với người tiền nhiệm là Nokia 6 với một camera độ phân giải là 16 MP. Em này camera selfie thì mình thấy là chụp ảnh khá là tốt, cũng có hỗ trợ xóa phông là bokeh này, xong rồi cũng có làm đẹp gương mặt. Mình cảm giác rằng chụp nó sẽ kiểu hơi là kiểu không được sắc nét cho lắm nếu như mà ở điều kiện ánh sáng phức tạp và quá là kiểu chói chang ấy. Nhiều khi cảm giác như kiểu nó cứ bị mờ làm sao ấy. Cái này thì nếu mà có thời gian và có cơ hội thì mình sẽ test kỹ càng hơn về camera trước cũng như camera sau của chiếc điện thoại Nokia X6 này. Ngoài cái khả năng kiểu bảo vân tay một chạm thì nó còn được trang bị thêm một khả năng là nhận diện mở khóa gương mặt. Thì mình thấy là quét gương mặt nhận diện khá là nhanh, vèo một phát và mở khóa cũng nhanh như vậy luôn, thần tốc. Cuối cùng là về viên pin thì em này sẽ được trang bị một viên pin dung lượng 3060mAh và có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Nên mình nghĩ rằng các tác vụ và thời lượng sử dụng của thiết bị Nokia X6 này khá là ổn. Và kết lại thì mình có một thắc mắc là Nokia X6 ra đời nó có một mức giá so với hàng sách tay thì sẽ là bằng với Nokia 6 hàng chính hãng, thì nó sẽ đổi lại cho các bạn được những gì? Chúng ta sẽ có một cái thiết kế thời thượng, mặt lưng kính này, camera kép chụp ảnh xóa phông này, có cả tai thỏ này. Vậy thì các bạn đánh giá sao về sản phẩm này Nokia X6? Thực sự thì em này có hot như lời đồn khi mà đợt hàng đầu tiên ở Trung Quốc đã bán hết hay không? Cảm ơn Mobile City một lần nữa đã cho Vật Vờ Studio mượn sản phẩm này để review ạ.
Cảm ơn mọi người. Nhớ like, share và subscribe vào Vườn Studio nhé. Bye bye.